Tuy là giá hơi cao nhưng mà một ngày hàng ngàn hàng trăm chị em. Alo Lâm hả? Ai skin có chứ cưng? Ai skin Lâm ơi? Lâm ơi skin? Skin Lâm ơi? Trang điểm đậm quá không hề vậy, em không hề trang điểm, không hề trang điểm như gì nha. Đây là gương mặt tự nhiên của em, gương mặt tự nhiên. Em đẹp không cần son phấn, em trộn riêng mình em up air skin. Dạ cái chai là 490.000 chị ơi, đây là tấm trắng hàng Quốc 100% nha các chị em. Sức mình giùm em 15 đến 20 phút thôi là cái diễn cái da của mình nó bật tông lên 2 đến 3 tông nha mọi người. Mấy chị ơi, cái chai này em đang sử dụng giờ nó hết rồi nha mấy chị nha, nó hết rồi. Khi mà mấy chị thấy nó hết vậy, cái mấy chị nhớ cắt ra nha, mấy chị cắt ra mấy chị xài tiếp. Bởi nó còn cái cặn nó rất là nhiều, đừng bỏ uổng như chị nha. Bởi vì chai 490.000 lận thì cái này mình xài sao rất là đơn giản mấy chị. Em nói với chị, mình cần xoa nhẹ cái gì nha. Ở trong đây là gồm những thành phần gì? Những thành phần được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cái gì nha. Ví dụ đây là than hoạt tính nè, bia lên men nè, trà xanh nè, sẽ làm trắng da sâu từ bên trong, làm da đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn. Và bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em. Dạ đúng rồi, mấy chị nào mà mua để lại số điện thoại giùm em rồi nha. 490.000 một chai, nhưng mà một chai mấy chị tắm được rất là nhiều lần luôn, là tắm khoảng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần mình sử dụng giùm em 2 lần được rồi nha mọi người ơi. Mình sức lên như thế này những chị nha, mình sức lên như thế này. Và đây là cái loại em like rất là nhiều gì nha. Đây cái dòng sản phẩm cao cấp gì nha. Tho mặt được không vậy anh Mận ơi? Cái này có thể xài mặt được luôn. Em thì em có thể xài mặt nha, nhưng mà cái này là người ta khuyến cáo cho cái dòng body. Chứ như vậy mà khi mua về thì mọi người xài body thôi. Với cái loại da nào mà dày, dày như da em thì mới xài da mặt được. Còn nếu như da mình mà mỏng quá thì mình đừng có xài da mặt cho mấy chị nha. Là hàm hương, là múa, là bướm bướm bay lợn. Ngày xưa nhà em ngay cái sông quý vị, em múa một cái là xà lan tới. Xà lan là xà lan, chở gặp nó tới liền quý vị, tới liền. Thế đi hả, anh coi miếng hả, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi, nếu như ai mua hàng thì comment để số điện thoại cho em gì nha. Một bộ là 4 sản phẩm gồm 4 chai. Dạ, em dễ thương đúng quý vị. Anh Lâm giỏi quá trời, đúng rồi, bởi vậy nhiều khi dân chúng nó ghét nhiều, quý vị nó ghét nhiều là vậy. Nhưng em không bao giờ người ta để sống trái lương tâm của mình. Vẫn ngẩng cao đầu gì không? Ai chữ chữ ngày tôi live stream, ngày tôi cũng chăm chỉ tôi live stream, tôi xin tôi làm, tôi cũng quan tâm. Khi nào đây Nha Trang chơi hả? Không có ai mời đâu quải em ơi. Bao nhiêu ạ? 490.000 mọi người nha. Nhưng mà đặc biệt mọi người mua ngày mai được free ship toàn quốc cho mọi người ơi. Free ship toàn quốc cho mọi người. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì Nha đang tiễn sĩ toàn quốc. Và điều đặc biệt là khi mà mọi người gia nhập hệ thống thì có nhiều cái ưu đãi cho mọi người, chứ là giá cả rất là phải chăng. Thứ hai là điểm PR cực kỳ tốt cho chị nha. Và đây là cái dòng sản phẩm là chuyên hot girl nè, chị Kiều Oanh PR nè. Nè quý vị, cái này em không nói bậy cái gì nha. Khi mà cái VR này mà nói tên nghệ sĩ ra mà nếu người ta không VR là em bị chữ sắp mặt như gì nha, bị chữ sắp mặt. Mà cái này là sự thật 100%. Quỳnh Ngân, phải Quỳnh Thí Ngân, bé gạo nếp gạo tẻ nhỏ em. Ngân nè, Quỳnh Búp Bê nè, Quỳnh Bê cho phải Quỳnh này nha, Quỳnh này bán bánh trung thu. Không ai mua Quỳnh Búp Bê, bà mà đẹp đẹp á, ngoài Bắc á, ngoài Hà Nội á. Rồi ai nữa? Vân Trang, Trịnh Kim Chi, trời đất ơi, Nisaki. Trời, Nisaki nãy vô coi live stream của em đi, quá trời, vỗ tay quá trời em ơi, quá trời vòng một nó ngon ăn vừa miệng quá phao. Hello Lâm Chính hả? Trời đất ơi, nhỏ live stream vòng một mà tao nói cái cây xô ra quá trời hú hồn. Dạ bữa nay kem gì mà đen hôm bữa hả? Đây là cái dòng sản phẩm gì nha, than hoạt tính. Và khi mà mình sử dụng lên da chúng ta thì nó thẩm thấu sâu làm da chúng ta bật lên và sáng lên cực kỳ. Nếu như chị em nào mua thì bây giờ cứ comment để số điện thoại dùm cho em. Nhìn nắm hài cái cưng cho hả, trời em dễ thương lắm mấy chị, em nói thiệt. Em rất là dễ thương nha mấy chị nha, bởi vì sao ta ghét em? Vì em làm nhiều quá. Em làm nhiều quá cho chú ghét em. Siêu trắng quý vị ơi, trời. Ok bây giờ Lâm sẽ test ra thử cho chị coi nha. Chị em nào mua thì nhớ comment để số điện thoại dùm cho em. 490.000 một chai như thế này. Đây dòng sản phẩm của nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như gì nha. Quý vị bây giờ em lao một cái nha, em lao cái cho chị coi. Xong rồi mình chơi cả điện thoại nha, mọi người đừng bỏ em nha. Nào quý vị, gì ha? Là sẽ bật tông trắng sáng. Đây là cái dòng mà sản phẩm từ Hàn Quốc nha. Chính vậy nó rất là an toàn cho da. Chị em nào mua thì liên hệ mình dùm cho em. Em không có bán cái gì nha, đừng inbox cho em. Giờ em lao đi cho gì coi. Ok, cảm ơn quý vị. Anh hát thử một câu Lan và Điệp đi hả? Điệp ơi mai lên chốt tình đô nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên mấy đồ xưa của nhóm nhỏ con trai Ace skin trắng lắm anh ơi. Hay không, trời ơi, hát là vô sản phẩm mai mua bộ luôn kìa. Đúng rồi, mấy chị mua một bộ là 1.470.000 nha mấy chị nha. Một bộ là gồm 4 món, là một chai sữa tắm trắng một bước và một chai sữa tắm trắng hàng ngày. Và kèm theo là hai chai kem body ngày và đêm cho mọi người nha. Đúng rồi, cái sản phẩm là siêu hot, cái này là sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha mọi người nha. Dạ
chào Lâm Phát Hà La Đoàn, chào em mua đi xà lâm ok lắm hả, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cưng quá hả quý vị ha, mấy chị thương em nhiều lắm, em nói thiệt nha. Nhiều cái clip bóc phốt trên mạng quý vị, nếu như mà mọi người là có cái suy nghĩ nha, mọi người nhìn vô, mọi người cảm nhận, đừng có thể bị dắt mũi như vậy nha, đừng dắt bị dắt mũi vì thế không, nhằm hạ uy tín của em đó, để cho mấy chị không mua hàng của em, hạ uy tín của em để mọi người không coi like của em, nhưng mà càng hại em càng đẹp, em càng sáng. Cười cho cái lương rồi thì mệt mệt lắm chị ơi, em dạ, nói thiệt đó chị. Một cái này là 490.000 một chai như vậy cho mấy chị nha, là chai xịt tắm trắng một bước, có nghĩa là một chai như thế này là mấy chị tắm được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần là sử dụng dùm em 2 lần được rồi nha mọi người ơi, xuất lên 15 đến 20 phút thôi đi tắm lại. Miệng dẻo đeo nói trắng mua rồi mà không trắng không, trời chị ơi, em nói thiệt chị. Đây là một cái doanh nghiệp lớn, chị hiểu không? Một cái doanh nghiệp lớn, nếu như bán là bán cả đời. Và sau cái doanh nghiệp này hàng ngàn nhân viên, hàng ngàn nhân viên nhớ chị nha. Nếu như sản phẩm không chất lượng, nếu như sản phẩm bán một lần rồi thôi, đúng không vậy? Còn này rồi người ta là cái doanh nghiệp lớn, không lẽ xài mà xài không trắng là sao? Nói thiệt mấy chị, mấy chị đừng vô chị hại em lại mấy chị luôn. Mấy chị không thích thì mấy chị ra, em không có ép mấy chị mua nha, không có ép mua. Bữa em mua dùng rồi tốt lắm, em muốn dùng thêm dưỡng đấy không? Trời ơi em nói vậy, mấy chị nào mà vô mấy chị nói mà xài không trắng là mấy chị hại em nói thiệt. Mấy chị tâm tính vậy là không có tốt, chị hiểu không? Tại vì cái công ty người ta là người ta bán, là người ta bán suốt đời một cái dòng thương hiệu của người ta. Mà quý vị nghĩ coi bây giờ nếu mà không trắng thì ai mua? Mà tại sao ta không làm chất lượng đúng vậy? Nghĩ sao 490.000 bán cái chai ra, trời ơi không trắng nó cào mặt quý vị. Rồi mình tắm trắng xong rồi mình xuất ngay vào đời lên giùm em nha quý vị nha. Mấy chị mà xài thử là mấy chị mê liền, thì tới da mình xong mình nha quý vị nha. Mình đây là chai tắm trắng màu đen đó, chai màu đen đen trắng thêm đen đen là cái chai màu đen. Là một tuần chúng ta sử dụng 2 lần cái chai e skin này. Còn khi mà mình tắm xong là mình nhớ sử dụng cái chai màu hồng giùm kem. Màu hồng, cái này là có 2 loại, bây giờ đang test cái loại ban ngày nha. Ban ngày giống gì coi. Thì khi mọi người mua về thì mọi người nhớ giùm kem chữ Sun. Sun đây, của Medicine for today. Medicine, đó là dạng dạng vậy nha, là Sun. Sun là ban ngày nha, quý vị nhớ giùm kem Sun là ban ngày. Còn cái chữ Whitening nè, whitening là ban đêm nha quý vị nha, nhớ giùm cho em. Ban ngày thì nó sẽ có một cái lớp makeup cho mình, khi mà mình sử dụng thì nó sẽ cảm giác làn da mình rất là trắng, trong đó có chất chống nắng cũng như là bảo vệ làn da của mình. Nhớ sun là ban ngày quý vị nha, sun là ban ngày, whitening là ban đêm nha quý vị, nhớ giùm cho em. Đây nhớ như gì nha, một bộ 1.400.000 khi mà mình xức lên da mình sẽ trắng sáng cực kỳ và cực kỳ mịn màng luôn. Bây giờ xức thử này cho quý vị coi, đây chất kem cực kỳ mạnh, và khi mọi người sử dụng thì mọi người sử dụng ít như thế này thôi, đừng có sử dụng nhiều như gì nha. Mình càng sử dụng ít thì càng thẩm thấu sâu làn da chúng ta. Ví dụ như mà mình sử dụng nhiều ở đây bí lỗ chân lông, cái bí lỗ chân lông làm ngợp cái làn da mình, mà khi mà mình sử dụng ít thôi, càng ít càng tốt. Xoa lên đây mấy chị coi nè, nó rất là khác biệt nha chị nha, nó là cái lớp makeup cho mình luôn. Khi mà mình xức lên cái tuyến da mình cảm thấy nó rất là mát, cũng là cung cấp độ ẩm cho da chúng ta, làm da chúng ta sáng lên, trắng lên, mịn màng lên. Nhanh tay liền chứng mấy chị mua hàng, comment để số điện thoại giùm cho em, cực kỳ ok. Một chai tắm trắng thì chúng ta tắm được 1 tháng đến 2 tháng như vậy nha. Mình xức từ body trở xuống từ cái cổ trở xuống rồi. Cảm ơn Dương Lâm Lâm Đồng Nai. Đây thôi, nói chung là 4 chai là 1.470.000 nha. Chị em nào mua thì comment để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay liền chứng giùm cho em, để số điện thoại. Một bộ là bao nhiêu? 1.400.000 là free ship toàn quốc cho mọi người luôn. Tỉnh nào cũng free ship nhau gì nha. Và bây giờ em xin kết thúc live stream từ đây. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi live stream của em như vậy nha. Thì bây giờ em nhắc lại lần nữa, một bộ của Air Skin là một chai tắm trắng hàng ngày. Đó là một chai tắm trắng một tuần 2 lần, một chai sữa tắm hàng ngày, một chai body ban đêm và một chai body ban ngày, 1.470.000. Thôi, bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại.